Kính thưa quý vị, học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn là niềm tin, là hành trang để chúng ta bước tiếp trên con đường cách mạng Việt Nam, là tri thức để chúng ta xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ từng mong ước. Và kịch hát múa Nỗi nhớ quê hương sau đây sẽ là những bài hát, là câu chuyện cảm động thể hiện tình yêu bao la, sự hy sinh cao cả tình cảm cá nhân của Bác để dành trọn cả cuộc đời cho nhân dân, cho đất nước. Sau đây, vở kịch hát múa xin được bắt đầu. Trưa hè cành vòng rủ con ngủ trời trưa bóng tròn Làng Sen có một người trai chỉ lớn mang lý tưởng cách mạng dài vòng quê hương ra đi tìm khắp bốn phương đường đi cho cả dân tộc giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, là quê hương đã nuôi dưỡng nhân cách, tâm hồn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thuở còn thơ ấu. Một khúc dân ca, một câu hò ví dặm được người mang theo suốt cuộc đời. Từ Nam Đàn xa xôi, bà Hoàng Thị Thanh ra thăm Bác. Chào bà có gì cần đấy ạ? Chú cho tôi gặp ông Thành. À không, ông Chủ tịch nước. Thế bà là ai mà lại muốn gặp Bác Hồ Chủ tịch? Tôi là Nguyễn Thị Thanh, là chị gái của Bác Hồ. Bà là bà Nguyễn Thị Thanh đấy ạ. Chúng cháu vẫn thường nghe Bác kể về bà đấy ạ. Đúng vậy, đúng là tôi đấy. Dạ, mời bà ngồi đây nghỉ ngơi. Cháu sẽ vào báo ngay cho Bác Hồ ạ. Dạ, thưa bà, được tin bà ra thăm, Bác Hồ xúc động khôn nguôi. Nhưng việc nước còn bận rộn, Bác chưa tiếp bà được ngay. Mời bà vào trong nhà nghỉ ngơi ạ. Đã hơn 40 năm trời xa cách,
giờ tôi mới tìm lại được em trai tôi. Mong bà hiểu cho bác ạ. Công việc bồn bề quá, không biết tôi có được gặp cậu Thành không. Bà ơi, biết tin bà ra thăm, bác Hồ xúc động khôn nguôi. Bác phải vin chặt tay vào bàn để níu chặt nỗi nhớ nhung với gia đình. Mong bà hiểu cho bác. Chưa phút giây nào bác được bình yên, lặn lội nước non từng đêm bác không ngủ, vẫn nhớ về quê cha đất mẹ mà thao thức từng đêm đấy ạ. Kìa, chị ơi, cậu Thành. Chắc chị giận em lắm phải không? Xin chị hãy tha lỗi cho em. Hơn 40 năm trời xa cách, nay em mới gặp được chị. Gặp được chị, em như gặp được mẹ, gặp được cha, anh Khiêm và cả em xin nữa. Hơn 40 năm trời cậu đi xa xứ, nơi quê nhà cậu có nhớ nữa không? Nhớ, em nhớ lắm chị ạ. Em nhớ lời ru của mẹ, đếm thơ của cha. À, chị ơi, cây mít sao hè nhà ta năm nay được bao nhiêu quả? Khung cửi năm nào, con chim gỗ còn không? Và cả tiếng sáo rìu trên đỉnh núi Trung nữa. Mới đó mà đã hơn 40 năm trời xa cách. Cậu Thành à, chị cứ lo lắng rằng cậu đi khắp toàn cầu sẽ quên hết thu quê vì quán, nơi mình cắt rốn chôn rau. Giờ gặp được lại em, chị yên lòng lắm, chị yên lòng lắm cậu Thành à. Chị ơi, dù có đi đâu, làm việc gì, em vẫn nhớ em là người quê xứ Nghệ. Đi trăm nơi, nghe trăm giọng, nhưng giọng đàng chủ em vẫn nhớ. Hình ảnh của mẹ, hình bóng của cha, những lời ru, khúc hát dân ca quê nhà đã cho em sức sống. Chị ơi, chưa biết đến khi nào em mới về thăm quê được. Chị, anh Khiêm và cả bà con nàng xóm rất mong ngày cậu trở lại. Nhớ đấy, khi mô có thể càng sớm càng tốt em nhé. Em phải về để mọi người thấy được em là Nguyễn Ái Quốc, là Hồ Chí Minh. Nhưng em vẫn là cậu Thành, là người con xứ Nghệ. Chị ơi, khi đất nước thực sự không còn bóng quân xâm lược, khi quê hương thực sự được bình yên, em sẽ về thăm quê. Nhất định em sẽ về. Nhất định về. Nửa thế kỷ người đã đi xa, vẫn nhớ vẹn nguyên câu hò xứ Nghệ, thổn thức lời ru của mẹ, cánh cò cánh vạc với dòng sông. Nửa thế kỷ người đã đi xa, vẫn canh cánh về quê cha đất tổ, cong cong mái đình làng quê cha đất nước. Đó là hành trang mỗi bước người đi. Một khúc dân ca sâu lắng ngỡ quê nhà, đêm sông Lam dạt dào sóng nước ngỡ vọng câu đó đưa. Tình người mộc mạc bát ngát nhớ thương, mà thoảng hương xưa đến quê hương nhớ bác, lòng ta thêm ấm lòng. Vườn nhà ngát hương khâu, mai xanh quê xôn xao mối tình đời. Xưa theo phường đi nghe hát, nay bác đã cho đời ta ôi
câu ca độc lập tự do mà nay toàn dân ta hát vang. Nỗi ước mong thuở xưa đã đến rồi ôi giang dở, nay hát câu đo đưa thấy đời đẹp mênh mang. Và kịch hát múa Nỗi nhớ quê hương đã khép lại chương trình dự thi của Đảng bộ phường Phương Đông. Kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể quý khán giả mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp.